Chuối. Mình bóc cho nó chứ bây giờ tay thằng đông nó cầm mà đi mà sao bóc tầm thùng bóc được mà ơi sao thế lòng miệng Min ơi. Min. Ta nghịch nhau được. Min. Thank you.
Không đánh nhau nhá. Nói ngoài nhà nhá. Mít. Mít. Về đây nào, về đây với chó nào. Nếu lúc ngoài bố đi lình mò, lình coi bắt với nó. Khi nào thì cho nó cưới lên lưng con chó được ấy nhỉ? Giờ sân chơi với gà đi kìa. Mà lướng không ý, càng ấy kia nhỉ. Min ơi, Min. Bữa trước còn ăn rồi, nay thèm nữa nhỉ. Ừ. Nên no rồi.
nó rơi như thế này thì thích nhỉ. Ban ngày đấy, đứng được mà, đi được mà, nhưng mà ít lười đi. Hehehe